Đấy. Trước khi đi bên em đã những bác nào lấy một đôi bên em đã phải set up cài đặt theo đôi cho bác về các bác chỉ sẵn dùng thôi. Ở đây là những dòng JBL, BJBL này em có bản test em sẽ đẩy về phía sau cho bác. Bản test của em gửi về phía sau. Đối với loại này bác nào mua một chiếc là 480k, còn mua một đôi là 900.000 một đôi. Hai dòng này có thể kết nối không dây với nhau, tất cả đều dùng không dây. Hai loa đặt hai bên rất là đẹp và hay. Đặc biệt là sạc bằng điện thoại, sạc dây điện thoại này, có thể cắm USB thẻ nhớ, bắt Bluetooth, AOFM và cắm cổng AUX cho TV, điện thoại, máy tính, laptop. 480k một chiếc này, còn mua một đôi là 900k. Mời các bác vào bản test về phía sau. Em Tuấn gửi hết bản test về phía sau rồi ạ. Tuấn đang phát không dây từ Bluetooth lên hai con loa kia, mà hai con loa kia cũng kết nối không dây luôn ạ. Kết nối không dây bác nhé. Đấy, thấy chưa? Này. Đấy. Em tắt một con đi nhá. Đấy, em tắt một con đi. Còn chạy một con này nữa. Con này tự kết nối ngược lại luôn. Là tí nữa là tắt con trái con phải, hoặc là tắt con này, có nếu mà bây giờ con này không kêu thì con này mới là con chủ động, thì mình sẽ tắt con này đi nhá. Bật con kia lên thì con kia là sẽ là con chủ động luôn, thì nó tự kết nối. Có nghĩa là hai con loa này nó chỉ có một con kết nối với lại cái iPad kia thôi. Chỉ có một con kết nối iPad, còn nó sẽ chia sẻ tiếp sang con thứ hai. Đấy, ok ok chưa? Đây, xem nào. Hay là nó như thế này thì mình phải tìm ra nguyên nhân là một là như thế, hai là đang, có khi đang ghi lại tạm dừng mất rồi bác ơi. Thôi đi, đem lại nhá. Có khi đằng này là cái iPad nó lại tạm dừng mất rồi, mình cứ đi ở đằng này mình cứ đợi được kêu. Thì đúng rồi. Đây. iPad đang tạm dừng rồi ạ. Đấy. Vô tình mình ấn nút play này, mình ấn một lần nó thực hiện lệnh như này, nó dừng mất rồi. Đấy. Em tắt một con đi. Đấy, thì là cái nút này nó sẽ cũng dừng nốt bác ạ. Đây này. Đấy, nút này dừng mất. Thì con này là con, không phải là con chủ động. Con chủ động là đây, con chủ động là con này. Có thể nghe một con được bác ạ. Đây nhá. Nó sẽ tự nhận nhau, đợi một lúc. Vì đã kết nối một lần là xuất hiện. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Em Tuấn tại sao lại như thế? Tại vì là con loa này nó kết nối Bluetooth với cái iPad này. Còn con này nó không kết nối Bluetooth đâu. Mà con này nó sẽ kết nối song song với hai con này. Con này nó kết nối Bluetooth vào con này, sau đó nó sẽ chia sẻ song song sang con này. Ok chưa? Đấy, nên các bác nào mua một đôi thì bảo em Tuấn em ghép sẵn cho. Hoặc là các bác về, các bác chỉ cần bật nguồn hai con loa lên, xong nó có nút cắt chéo này, giữ hai nút này của hai loa cùng một lúc, giữ một cùng một lúc luôn, nó tự kết nối với nhau. Là kết nối lần đầu tiên, xong từ các lần sau nó không cần kết nối nữa. Với giá của con loa này là có mức giá là 480.000 một chiếc lẻ. Bác nào mua cả đôi em để cho mức giá 900.000 một đôi nhá. Đây là nói là tầm hàng ngon bổ rẻ vừa tiền này. Đấy nhá. Em bật lên nhá, bật nguồn này. Nó tự kết nối sang luôn. Đó.
Đấy. Ngoài ra các bác có thể không cần iPad, các bác có thể cắm USB hoặc thẻ nhớ trực tiếp vào đây, hoặc phát điện thoại vào đây, cắm USB này, thẻ nhớ này. Ngoài ra nó có cả cổng AUX này, cái cổng AUX này các bác có thể cắm trực tiếp TV, máy tính, điện thoại, laptop vào đây luôn được. Bên cạnh này là cổng sạc, các bác có thể cắm cổng sạc micro USB, có nghĩa là cái cổng sạc của điện thoại mình vào đây, sạc pin cho nó. Đấy, sạc pin cho nó. Con này thì em Tuấn đã test cho các bác clip từ sáng qua đến giờ, thỉnh thoảng em test rồi vẫn chưa thấy hết pin, chắc nó phải được 3-4 tiếng khoảng đấy. Ok chưa? À, mức giá 480k một chiếc này. Bác nào mua cả đôi thì em để cho 900k. Hẹn các bác clip sau nhé. Chào các bạn. Clip này em test cho bác đôi loa JBL chứ, đôi hộp này. Bác nghe thì đã. 299.000 một đôi này, một đôi loa hộp này. À, đôi loa hộp này các bác thiết kế đặt ở phòng khách, phòng trái, vắt lắp ở đâu cũng được, các cánh tủ hoặc là bên sườn bàn hay là ô tô, tất cả dòng này các bác lắp ô tô thì quá phê luôn. JBL em giới thiệu sau, mời nghe đã. Đánh con âm ly 299.000, âm ly 299.000, đôi loa này cũng 299.000. Hết tép. Bác nghe thấy hai con loa phê chưa? Hai con loa JBL 20W nha. 20W mà con âm ly này của nó công suất của nó max lên đến 100W ạ. Nên con âm ly này các bác có thể mua 4 con loa này để độ cho xe ô tô, xe khách, xe tải, xe con, mà tốt nhất là các bác độ luôn con xe này cho em. Ví dụ như tất cả các bác nào xe máy ủi, xe máy xúc, xe tải hay là ở bàn ghế hay là những cái công trường nào đấy, các bác đi ra ngoài nó không tiện để tháo cánh loa ra, thì những cái con loa này này nó có hộp rồi, các bác chỉ cần bắt vít đi này, cái vít hộp này này
bác vít trực tiếp vào thành ghế, ví dụ như con loa này chẳng hạn, bác có thể vít trực tiếp vào cái thành sườn bàn hoặc gầm bàn ấy cũng được. Bác vít xong bác câu đường loa lên con Omni này. Con Omni này có thể đánh được từ 6 đến từ đây, đây đây em đánh 2 con nhé, nó có thể đánh được lên đến 8 con loa này luôn. Từ 6 đến 8 con loa này luôn. Đấy. À, con Omni này có mức giá là 299.000 một chiếc. Đôi loa này cũng có mức giá là 299.000 một đôi loa. Đấy. Con này dòng JBL nhá. Từ đây, từ khuôn của nó nằm đây. Đánh những bao phê các bác. Mà một con Omni này đánh tầm 4 đến 6 đến 8 con thì trong một cái không gian của cái phòng nhỏ hay là ô tô, xe khách, xe ca, xe con hay là xe gì thì xe. Các bác ạ, chấm hết. Ngoài ra con Omni này nó có một đường ra loa 100W, nó còn một đường ra súp này. Đây cái đường ra súp này, nó có một cổng súp quất này. Em chưa dùng nhé, chưa dùng. Bác nào muốn dùng súp hơi nhé, cổng này là cổng súp hơi ạ. Cổng súp hơi, đấy các nhé. Bây giờ em câu vào. Bảo các bác là không nghe hay lắm, nó mê luôn đây này, em câu này. Ok bác nhá. JBL hộp này là 299.000 một đôi luôn đấy. JBL hộp này 299.000. Về cứ này nào vít mà chơi luôn, cứ không phải độ chế thùng làm gì cả. 299.000 một đôi JBL hộp này. Âm ly này cũng cho 299.000. Con âm ly này còn bắt Bluetooth vào này. Ngoài ra còn có cả cổng AUX rắc cắm 3.5 vào đây luôn, có ạ. Điện chạy từ 12V đến 22V. Em chào các bác.